Ngày 18 tháng 6, Bộ Quốc phòng Nga nói các lực lượng quân sự Ukraine đã phải chịu thương vong nặng nề trên khắp các chiến tuyến trong 24 giờ qua. Các vùng Zaporizhia và Donetsk đã chứng kiến giao tranh ác liệt nhất, với việc Kiev mất hàng trăm binh sĩ ở những khu vực này, theo đài RT. Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong cuộc họp báo hôm 18 tháng 6 rằng trong ngày qua, tổn thất của kẻ thù ở các hướng Nam Donetsk và Zaporizhia lên tới hơn 800 quân nhân Ukraine, 20 xe tăng, 4 xe chiến đấu bộ binh và 15 xe chiến đấu bọc thép, nhưng không nói rõ liệu con số này gồm cả người thiệt mạng và bị thương hay chỉ riêng những trường hợp tử trận. Hiện Ukraine chưa lên tiếng về thông tin trên. Tổng thống nói quân Ukraine đã đẩy lùi rất hiệu quả các cuộc tấn công ở phía đông. Tổng thống Ukraine cũng cho biết Tavria mặt trận phía nam là tàn bạo nhất và bày tỏ lòng biết ơn đối với những người lính Ukraine đang chiến đấu ở đó và những nơi khác. Các quan chức quân sự Ukraine đã ghi nhận tiến bộ trong cuộc phản công ở mặt trận phía nam.